Và đây trên màn hình của các bạn đang là hộp của Lenovo Vibe X2. Ngay bây giờ thì mình sẽ mở hộp cho các bạn xem bên trong có máy và những phụ kiện gì. Chúng ta sẽ có một cái lớp bọc ở ngoài mang chữ Vibe, khá là hay, một cách thiết kế rất là hay. Tháo ra rồi thì chúng ta mới có chiếc hộp chính thức. Chiếc hộp này ở mặt trước thì sẽ có những hoa văn in chìm, khi mà chúng ta thay đổi góc nhìn thì chúng ta mới có thể thấy được, khá là đặc biệt. Để có thể mở hộp ra thì chúng ta sẽ cần phải bóc cái tem này. Tem này thì là tem dán thôi. Và chiếc hộp này thì sẽ là chiếc hộp dạng ngăn kéo. Ngăn đầu tiên chúng ta sẽ có chiếc máy. Và ở đây chúng ta có chiếc Lenovo X2. Các bạn sẽ có thể thấy là thiết kế nhiều ngăn kéo của hộp máy sẽ lấy cảm hứng từ thiết kế của máy, khi mà máy sẽ có những cái lớp vỏ được chồng lên nhau như thế này. Chuyển đến ngăn phụ kiện, chúng ta sẽ có một cái cáp sạc, một cái củ sạc và một cái tai nghe. Tất cả chỉ có 3 món như thế này thôi. Chúng ta sẽ không có sách sử dụng, một điều rất là đặc biệt. Và mình thì cho đây là một cải tiến, bởi thực ra thì sách sử dụng thì rất ít người quan tâm. Vibe X2 sở hữu một ngoại hình rất bắt mắt với 5 lớp vỏ được xếp chồng lên nhau. Các bạn sẽ có thấy lớp dưới cùng là nắp lưng có màu vàng sâm panh. Tiếp theo sẽ là một lớp màu da cam nhạt. Tiếp theo nữa là một lớp màu da cam đậm và trên cùng sẽ là màn hình mang màu đen. Tất cả những lớp này trừ màn hình thì sẽ được làm từ hợp kim magie giống với lại trên một số mẫu máy Sony Vaio. Hợp kim magie thì sẽ làm cho Vibe X2 có một lớp vỏ bền nhưng vẫn cực kỳ nhẹ. Máy chỉ nặng có 120g thôi và cũng khá là mỏng, 7,3mm. Với một cái ngoại hình như vậy thì Vibe X2 sẽ thu hút rất là nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh. Đó là nhìn, còn sờ thì thực ra lớp vỏ của Vibe X2 sẽ không cho cảm giác kim loại cho lắm, không mát và cũng không cứng. Nhất là khi máy không nguyên khối mà được xếp từ nhiều lớp lại với nhau, cho nên thân máy sẽ hơi ọp ẹp một chút. Bên cạnh phải của máy chúng ta sẽ có nút nguồn và nút tăng giảm lượng, sẽ được làm dưới dạng vân tròn và nằm trọn vẹn trong một ô màu thôi. Cảm giác bấm ra tốt, chúng nổi lên trên và có vẻ như được làm từ kim loại. Về hình dáng thì chúng ta sẽ có một thiết kế vuông vắn, vuông chằn chạn luôn. Phía dưới màn hình có độ lớn 5 inch, độ phân giải rất cao. Full HD này thì sẽ là 3 nút cảm ứng truyền thống của Lenovo. Thật lòng thì mình không thích thiết kế của 3 cái nút này cho lắm, nhìn hơi bị cổ hủ và thiếu hiện đại. Về màn hình thì đây sẽ là một điểm sáng. Mình rất ấn tượng với lại chất lượng màn hình của Vibe X2. Với một kích thước nhỏ nhưng độ phân giải lên tới Full HD, chúng ta sẽ có một độ điểm ảnh là 441 PPI, một con số rất là cao, cho ra những hình ảnh rất là chi tiết. Về cấu hình thì máy sẽ được trang bị con chip 8 nhân MediaTek 6595 cùng với lại 2GB, khá là ổn trong tầm giá. Về pin thì hơi kém một chút, chỉ có 2300mAh thôi. Camera thì sẽ là một chiếc 13 chấm và một chiếc 5 chấm. Như vậy là mình đã cùng các bạn khám phá nhanh Lenovo X2. Với cái giá chính hãng là 7,3 triệu đồng, chúng ta sẽ có một thiết kế rất lạ và độc với nhiều mảng màu xếp chồng lên nhau, một cái màn hình khá đẹp, con chip MediaTek 6595 8 lõi và 2GB. Nếu như các bạn đang đi tìm cho mình một thiết bị vừa thời trang vừa mạnh mẽ, và nếu như các bạn có thể vượt qua được cái rào cản thương hiệu Lenovo, thì Lenovo Vibe X2 sẽ là một lựa chọn không thể tốt hơn. Cuối cùng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau của channel.